Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay mới về lô kim quýt mini thành phẩm rất là quái. Cây nói chung là rất là dài anh em. Nó nhỏ nhưng mà nó già lắm rồi, cả chục năm hết trơn anh em ơi. Ha. Rồi cây thứ nhất, cây mã số H1 nha anh em. Đó, rất là quái luôn á. Đồ hoành đi em. Mấy hoành? Hoành thăng 8. 8 hoành, chiều cao luôn em. Chiều cao 40. Rồi cây mã số là H1. H1. Rồi cây này thì em giao lưu với anh em là 600k thôi anh em ơi. 600 thôi, để rẻ cho anh em chơi luôn đó. 600. Ờ, tới với em. Đâm mạnh. H2. Đó, rất là quái nha anh em. Mini quái luôn đó. Đó, cái này anh em có để trên bàn chơi rất là đẹp ha, có trái nó rất là đẹp nha anh em. Quá đẹp. Rồi. Tụi anh em. Tám luôn anh em ơi, mini rất là đẹp. Cao 24. Cây mã số là H2. Rồi cây này em giao lưu với anh em là, rồi để cho anh em 600 luôn anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn, để rẻ cho anh em chơi luôn đó. Lên em. Đó, cây này đế đẹp nè anh em ơi. Quá đẹp đẹp không. Đó, H3. Cây này đế đẹp lắm nha anh em, bao ship tặng nhà luôn ha. H3. Rồi đồ hành đi. 13. Rồi trước dây 13. Cao 37. Rồi em quay mặt bên đây chút anh chút xíu. Đó, quay sơ cho anh em cái. Đó. Rồi đang chụp hình nền cái. Rồi cây mã số mấy? H3. Rồi cây này giao lưu với anh em là 800k thôi anh em ơi. 800k H3, 800k bao ship luôn. Rồi có cái chậu xinh xinh luôn, tặng cái chậu luôn nha anh em. Đó. Rồi quay sơ cái em. Cây này là vô được 2 ba nước dây rồi. Cây này cũng gần thành phẩm rồi nha anh em. Rồi H4. Đâu hoành đi em. Cây này bị lửa mặt bên này ha. Nè, đó. Hoành là chín. Hoành chín. Đâu đó hoành chín nha anh em. Chiều dài của nó là nhiêu? Chiều dài là 24. Chiều dài từ đây tới đây, tới đây luôn 39. Rồi chiều cao. Chiều cao là 27. Chiều cao 27. Mã số là H4 nha anh em. Rồi cây này thì em để cho anh em là cũng 800k luôn, tặng cái chậu luôn anh em ơi. 800k. H5. H5. Đó. Quá đẹp. Quá đẹp luôn anh em ơi. Quay sơ mặt bên đây mình cái. Đó, hai con giống như nó đang đeo, nó đang giao hợp nha anh em. Đây nè. Đây nè, đó, anh em thấy giống y chang luôn anh em. Đúng rồi. Đó. Nghệ thực lắm anh em. Rồi đâu anh đi. Nghệ thực là rồi đôi không không thủ luôn đi. Đôi luôn nha. Ờ đôi luôn nha anh em. Mình nói gì đôi luôn. 14. 14 chắc thằng cỡ 7 đó. Một thằng 7 chia đôi anh em ơi. Cao đi. Cao 12. Cao tới đọt luôn kìa em. Tới đọt, gian quá. Cao tới đọt 20. Rồi quay sơ cái em. Đẹp quá. Giống hai con thằng lằn đang nối vào nha anh em. Đừng có giỡn mặt ha. H5 nha anh em. Rồi cây này giao lưu với anh em là, rồi 700k thôi anh em ơi, bao chậu luôn 700. H6. H6 ha. Rồi, cây này cũng khá là đẹp ha. Chi tay đều hết trơn. Rồi ngược lại rồi đâu hoành đi. Hoành là 13. Hoành 13. Cao. Cao tới đọt luôn em. Tới đọt luôn. Cao tới đọt là 37. Rồi quay sơn cái. Hàng cũng khá đẹp nha anh em. H6. Rồi cái này giao lưu với anh em là 800k luôn anh em ơi. Bao ship tặng nhà luôn ha. Quá rẻ luôn. Rồi. Tiếp tục là H7. Thủ luôn. Cú nằm luôn, quay mặt kia mới đẹp em. Đó, cú nằm về ường luôn em ơi. Rồi đâu hoành luôn đi. Hoành của nó là 16. Chiều cao luôn. Chiều cao em hơi khiêm tốn nha. Em là 21. Rồi H7, quay sơ cái, bệ đế quá trời luôn anh em ơi. Tặng chậu luôn anh em. H7, rồi cái này giao lưu với anh em 900 ha, bao ship tặng nhà luôn. Quá đẹp.
Đó, đây cây si búp đỏ anh em, nó tặng cục đá thần kỳ luôn anh em ơi, từ núi Ai Cập mới về luôn anh em ơi nè, quá trời đứa luôn, tặng cái chậu luôn anh em ơi, cây rất là đẹp ha, cây dừa này rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó, rồi đâu hoành đi em, con thằng bên đây thôi, con thằng bên đây thôi, không thằng bên đây ta, thằng bên đây là 18. Cái này là trồng khoảng 5 năm với nghe, bích bích chậu rồi nghe anh em. Anh em muốn dỡ lên cây là nó ăn bích hết dưới này luôn nha. Đảm bảo với anh em là không còn một cái miếng đất nào dưới này chứ á. Bích chậu luôn á. Chiều cao 30. Cả 30. Ở H8. Cây này thì giao lưu với anh em 1,5 triệu nha, cây dừa ha. Là nó ăn cái cây này trồng mười mấy năm rồi ha anh em. Là nó ăn bích rễ luôn nè. Em quay cho anh em xem nè. Là rễ nó cuộn dưới này chứ á. H8. 1,5 triệu bao ship tặng nhà luôn. Tiếp tục là H9 luôn. Tiếp tục H9. Wow, tặng chậu anh em luôn. À, cây này nó cũng quá trời dữ rồi anh em. Rồi đâu hoành đi em. Hoành lớn này đi nha. Ừ, đâu đại đi. 19. Đó, đâu nguyên cụm luôn nghe anh em, hai thằng đó 19. 19 hai thằng. Chiều cao. Chiều cao là 35. Rồi. Cây này là dính liền nhau nghe anh em nè. Liền lạc nhau chân nè. Đó. Liền nhau nha. Nói nè, chơi phụ tử nghe anh em. Cái đẹp. Vô mẫu tử đó, H9 rồi, cây này giao lưu với anh em là 800 anh em ơi. Bao ship tặng nhà luôn. Quá đẹp luôn. Kiếm đâu ra mà hàng rẻ mà đẹp như thế. Cây này cũng là song thụ luôn anh em ơi. Rồi đâu hoành đi em, đón thân thôi. Cũng dính liền nhau ha, bệ nè. Bệ một nồi luôn. Số 10 luôn. Số 10 luôn. Rồi. Cao 33. Cao 33. Phan chưa. Cao tới 42 nè anh em ơi. Tới đợt luôn ha. Tới đợt 42. Rồi, cây mã số H mấy? H10. 10 cũng là cây cuối cùng nha anh em. Rồi, cây này giao lưu với anh em là 600 luôn thôi anh em ơi. Rồi, xin chào anh em ha. Hẹn anh em lên sau nhé.